Kinh số 24 Khởi Thế Kinh Quyển 8 Phẩm 14 Chiến đấu Các tỳ kheo, ta nhớ thuở xưa có thời Chư Thiên và Atula nổi lên đánh nhau kịch liệt. Bấy giờ trời Đế Thích bảo các thủ lĩnh trời 33 rằng, Chư nhân giả, Chư Thiên các ngươi, nếu cùng với Atula đánh nhau, thì nên trang bị và giữ gìn tốt vũ khí. Nếu Chư Thiên thắng, Atula bại, thì các ngươi phải bắt sống vua Atula Tỳ Ma Chất Đa La, dùng năm sợi dây trói lại, dẫn đến trước thiện pháp đường, nơi Chư Thiên hội họp. Chư Thiên trời 33 nghe Đế Thích hạ lệnh đều răm rắp làm theo. Lúc ấy, vua Atula Tỳ Ma Chất Đa La cũng bảo các Atula thế này. Nếu khi Chư Thiên cùng với Atula đánh nhau mà Chư Thiên bại, thì các ngươi tức khắc bắt sống vua trời Đế Thích dùng năm sợi dây trói lại, dẫn đến chỗ hội họp của Chư Atula là thất đầu để đứng trước ta. Các chúng Atula cũng làm theo lời dạng bảo. Các tỳ kheo, vào thời ấy, vua trời Đế Thích đánh thắng, liền bắt sống vua Atula, dùng năm sợi dây trói lại, dẫn đến trước thiện pháp đường, nơi Chư Thiên hội họp, đứng hướng mặt về trời Đế Thích. Khi ấy, vua Atula Tỳ Ma Chất Đa La hoạt khởi lên ý nghĩ thế này. Cầu cho các Atula đều được an lành, ta này không dùng các Atula nữa. Ta sẽ ở lại đây, cùng một chỗ với trời 33, đồng hưởng vui thú. Rất vừa ý ta. Vua Atula Tỳ Ma Chất Đa La khi khởi lên ý nghĩ này liền thấy năm sợi dây cột thân tự mở ra, các thú vui năm dục ở cõi trời đều hiện ra trước. Hoặc có lúc khởi lên ý nghĩ thế này: ta này không dùng trời 33, cầu cho Chư Thiên đều được an lành, ta muốn trở về cung của Atula. Khi khởi lên ý nghĩ như thế thì năm sợi dây trên thân liền siết chặt lại, các thú vui năm dục bỗng nhiên biến mất. Các tỳ kheo, vua Atula Tỳ Ma Chất Đa La có các sự trói buộc di tế như vậy, thì các sự trói buộc của các ma lại càng di tế hơn. Vì sao? Các tỳ kheo, khi tư duy tà dậy, liền bị trói buộc, khi tư duy chân chánh, liền được giải thoát. Vì sao? Các tỳ kheo, tư duy có ngã là tư duy tà dậy, tư duy không có ngã cũng là tư duy tà dậy. Cho đến tư duy ngã là thường còn, ngã là không thường còn, có sắc không có sắc, có tưởng không có tưởng, và cũng chẳng phải có tưởng, chẳng phải không có tưởng, vân vân, đều là tư duy tà dậy. Các tỳ kheo, những tư duy tà dậy này là ung nhọt, là ghẻ lở, giống như tên độc. Trong đó, nếu có người đa văn đạt trí tuệ của bậc thánh, thì biết tư duy tà dậy như bệnh, như ghẻ lở, như ung nhọt, như mũi tên. Nghĩ như thế rồi, giữ vững tâm nơi sự nhớ nghĩ chân chánh, chẳng theo sự vận hành của tâm, khiến tâm chẳng động, được nhiều lợi ích. Các tỳ kheo, nếu nghĩ có ngã, tức là nghĩ tà, tức là hữu di, tức là hí luận. Nếu nghĩ là không có ngã, cũng là hí luận, cho đến có sắc, không sắc, có tưởng, không tưởng, chẳng phải có tưởng, chẳng phải không tưởng, đều là hí luận. Các tỳ kheo, đã có hí luận đều là bệnh, như ung nhọt, như ghẻ lở, giống như tên độc. Trong đó, có người đa văn đạt đến trí tuệ bậc thánh. Biết các tội lỗi của hí luận này rồi, thì ưa sự không hí luận, giữ tâm vắng lặng, được nhiều sự hành trì. Các tỳ kheo, ta nhớ thuở xưa, có vua trời dân tộc, khi muốn đánh nhau với Atula, trời Đế Thích bảo với Chư Thiên trời 33 chung quanh thế này: Chư tôn giả phải trang bị tốt nơi thân thể và binh khí. Nay các Atula muốn đến đánh, nếu Chư Thiên thắng thì phải bắt sống vua Atula Tỳ Ma Chất Đa La, dùng năm sợi dây trói lại, dẫn đến trước thiện pháp đường, nơi hội họp của Chư Thiên, khiến ra mắt ta. Bấy giờ Chư Thiên trời 33 nhận mệnh lệnh của trời Đế Thích, y theo lời dặn mà làm. Vua Atula cũng ra lệnh như vậy. Các tỳ kheo, ở trận đánh ấy, Chư Thiên đắc thắng,
liền dùng 5 sợi dây trói Atula dẫn đến trước thiện pháp đường. Lúc ấy, vua Atula Tỳ Ma Chất Đa La đã bị 5 sợi dây trói, đang ở trước chúng trời, thấy trời đế thích vào thiện pháp đường, đến chỗ ngồi mà ngồi, liền thốt ra lời ác, mắng nhiếc, hủy nhục thiên chủ đủ thứ. Lúc này, trời đế thích có vị hầu cận tên là Madali, thấy Atula Tỳ Ma Chất Đa La ở trước chúng, thốt lời hung ác, mắng nhiếc thiên chủ, liền dùng kệ bạch với đế thích. Trời đế thích xấu hổ, sợ hãi, vì không thế lực nên chịu nhịn, nghe lời mắng thô ác như thế, đều nhận lãnh hết, không dám nói. Đế thích dùng kệ đáp lại Ma Đa Ly, chẳng phải xấu, sợ mà chịu nhịn, chẳng phải không sức đối Tu La, ai có thể mưu cầu như ta, đâu được đồng với kẻ vô trí. Ma Đa Ly lại dùng kệ bạch thiên chủ, nếu chẳng nghiêm khắc quở trách nặng, kẻ ngu đầy dẫy lại tăng thêm, nên phải bẻ dẹp kẻ vô trí, giống như sợ roi bò bỏ chạy. Nếu nay thả nó được bình yên, trở về chúng cũ lại kiêu mạn, vì vậy người trí phải ra uy, biểu hiện sức mạnh chế ngu si. Đế thích là dùng kệ đáp Ma Đa Ly, những việc này ta biết từ lâu, vì để chế phục bọn ngu si, nếu họ dùng sân hận mắng nhiếc, ta nghe chịu đựng tự chế tâm. Ma Đa Ly là dùng kệ bạch đế thích, vua trời đế thích xin nghĩ kỹ, nhẫn nhục như thế có điều hại, kẻ ngu si kia mắng như thế cho là kiếp sợ không dám đáp. Bấy giờ đế thích là dùng kệ đáp Ma Đa Ly, đám ngu si kia theo ý họ, cho ta là sợ nên làm thinh, nếu mong thân luôn được lợi ích thì nên vì họ thường nhẫn nhục. Theo ý ta, khi thấy họ mắng, chẳng nên giới sân lại khởi sân, nếu dùng sân báo trả lại sân, chiến đấu như vậy khó thắng được. Nếu bị kẻ ác gây bực tức, có chí nhẫn được thật là khó, nên biết nhẫn này là sức mạnh, người nhẫn như vậy đáng ngợi khen. Hoặc ta hoặc người phàm khởi tâm đều cầu mong lìa chỗ đáng sợ, người khác nổi sân mắng nhiếc ta, chẳng nên sanh oán đối với họ. Đối chính mình hoặc tha nhân, cả hai đều nên làm lợi ích. Ta biết người bị người sân mắng, nên làm cho sân tự tiêu tan, như vậy hai bên tâm lợi ích, cả mình lẫn người đều thành tựu. Ý niệm người kia là ngu si, đó là do họ không biết pháp. Như các trượng phu có sức lớn, nên vì kẻ yếu nên nhẫn nhịn. Nhẫn nhục như thế, người khen ngợi, với người vô lực nhẫn chẳng sân. Người nhẫn như vậy được khen ngợi, người kia không có sức trí tuệ, chỉ lấy ngu si làm sức mạnh, tâm ngu si nên dứt bỏ pháp. Những người như vậy hạnh không chánh. Họ dùng ngu si cầu hơn ta, sân giận mắng nhiếc, thốt lời thô, nhẫn được ác kia thì thường thắng, nhẫn ấy tăng lên khó nói đủ. Cái thắng nói năng e chẳng xét, với họ sợ oán nên mới nhẫn. Nghe người dưới mắng mà nhẫn nhục, nhẫn này được người trí ngợi khen. Các tỳ kheo, các vị nên biết, trời đế thích lúc bấy giờ chính là ta. Giao thuở ấy, ta làm vua trời 33, giáo hóa tự tại, thọ phước báo tốt đẹp. Mặc dù hưởng mọi diệu lạc, nhưng thường nhẫn nhục, cũng khen ngợi hạnh nhẫn, ưa hạnh ôn hòa mềm mỏng, lại không sân giận. Các tỳ kheo, các vị tự nói là trong sự tu hành quá tâm tín hiểu, bỏ tục xuất gia, tinh cần chẳng biến trễ. Nên các vị muốn đối với chúng sanh khác, thân tu hành nhẫn nhục, khen ngợi sự nhẫn nhục, từ bi thuận hợp, thường hành an lạc, diệt trừ sân hận, khen người không sân, thì các vị phải phát khởi sự tu học như vậy. Các tỳ kheo, ta nhớ thuở xưa, chúng trời cùng với các A-tu-la, mỗi bên đều trang bị binh khí muốn đánh nhau. Bấy giờ đế thích bảo với thiên chúng, chư nhân giả, nếu A-tu-la cùng chư thiên đánh nhau, khi chư thiên đắc thắng thì các ngươi nên dùng 5 sợi dây trói vua A-tu-la lại, dân dân như trên đã nói. Chư thiên dân lệnh, vua A-tu-la cũng làm như vậy, ra lệnh cho binh lính. Các tỳ kheo, lúc giao chiến vua A-tu-la thắng,
vua trời Đế Thích địch không nổi, phải lui về. Xe vua cưỡi khi ấy là chiếc ngựa xa dễ điều khiển, bánh có ngàn căm, muốn hướng thẳng về cung trời, nhưng có một cây tên là Cư Tra Xà Ma Lê chắn đường. Chim cánh vàng mẹ lót ổ trên cây ấy, đã sanh các trứng. Đế Thích thấy rồi bảo với Ma Đa Li người đánh xe rằng: Ma Đa La, trên cây có trứng, vì ta quay xe lại tránh xa, thà bị Tu La làm mất mạng, chớ đừng phá hoại tổ chim này. Khi ấy, Ma Đa Li, người đánh xe giỏi, nghe vua trời Đế Thích dạy như vậy, liền quay chiếc ngựa xa dễ điều khiển, bánh có ngàn căm, trở lại chạy thẳng đến cung A-tu-la. Các tỳ kheo, lúc bấy giờ, các chúng A-tu-la thấy xe Đế Thích bỗng nhiên quay lại, đều cho là Đế Thích có mưu lược đặc biệt, nên trở lại đánh nhau với mình chăng. Chúng A-tu-la nhân đó rút lui toàn bộ, trở về cung mình. Các tỳ kheo, lúc đó, do nhân duyên từ bi của Đế Thích mà chư thiên lại thắng, A-tu-la phải thua. Các tỳ kheo nên biết trời Đế Thích thuở ấy chính là ta. Các tỳ kheo, thuở ấy ta làm đại thiên chủ, lãnh đạo trời 33, cai trị giáo hóa tự tại, hưởng phước báo tốt đẹp, vẫn luôn luôn thương yêu tất cả chúng sanh, vì sự sanh tồn của chúng mà làm điều lợi ích, khởi lòng từ bi. Tỳ kheo các vị, vì lòng tin mà xuất gia, phải làm lợi ích cho tất cả chúng sanh. Các tỳ kheo, ta nhớ thuở xưa, chư thiên và A-tu-la muốn đánh nhau. Bấy giờ Đế Thích bảo với vua A-tu-la Tỳ Ma Chất Đa La rằng: Nhân giả, chúng ta nên thu hết vũ khí. Trong chúng chư thiên và A-tu-la đều có kẻ sáng suốt, trí tuệ. Hai bên chúng ta nên nói về pháp nghĩa, hoặc thiện hoặc ác. Nhưng ai dùng lời thiện nhiều hơn sẽ thắng. Khi ấy, Thiên Chủ và A-tu-la nhường cho nhau nói trước. Lúc đó, vua A-tu-la Tỳ Ma Chất Đa La liền lên tiếng trước, hướng về trời Đế Thích nói kệ: Kẻ ngu si quá mức, quyết phải quở trách nặng, bẻ dẹp kẻ vô trí, như bò sợ roi chạy, ngu si không có trí, thật khó chế ngự thay, vì vậy dùng roi mạnh, mau dứt si mạng kia. Bấy giờ vua A-tu-la Tỳ Ma Chất Đa La hướng về trời Đế Thích nói kệ này rồi, chúng A-tu-la và các quyến thuộc đều rất hoan hỷ, khen ngợi, phấn khởi. Đế Thích, chư thiên và quyến thuộc đều đứng im lặng. Bấy giờ vua A-tu-la Tỳ Ma Chất Đa La bảo Đế Thích: Đại Thiên Vương nên nói kệ. Bấy giờ Thiên Vương hướng đến A-tu-la nói kệ: Ta thấy rõ việc này, không muốn giống người si. Người ngu tự khởi sân, người trí ai cùng tranh. Vua trời Đế Thích nói kệ này rồi, chư thiên trời 33 và các quyến thuộc đều khen ngợi, vui mừng, phấn khởi. Các A-tu-la và quyến thuộc đều đứng lặng thinh. Đế Thích bảo vua A-tu-la Tỳ Ma Chất Đa La: Nhân giả, hãy nói tiếp lời đi. Khi ấy, vua A-tu-la hướng đến Thiên Chủ nói kệ: Im lặng ý nhẫn nhục, Đế Thích ta cũng thế. Ngu si khi tranh thắng, nói ta sợ nên nhẫn. Vua A-tu-la Tỳ Ma Chất Đa La nói kệ này rồi, các A-tu-la và quyến thuộc đều hân hoan, vui mừng, khen ngợi. Đế Thích, chư thiên và quyến thuộc đều đứng lặng thinh. Vua A-tu-la cũng bảo Đế Thích: Thưa Ngài Thiên Chủ, đến lượt Ngài biện thuyết về lời tốt đúng như pháp. Bấy giờ trời Đế Thích hướng đến A-tu-la nói kệ: Người ngu theo ý mình, bảo nhẫn là sợ người. Cho đây cầu tự lợi, còn kia chẳng ích gì. Ta bảo kia làm ác, chẳng nên sân với sân. Với sân nên làm thinh, đánh dậy thì thường thắng. Nếu bị người xúc não, có sức thường nhẫn được, nên biết người nhẫn này đứng trên hết các nhẫn. Không kể mình hay người, đều cầu lìa chỗ sợ. Nên biết người ghét mình, đối họ không nên sân. Hai bên mình như người, nếu người sân mắng nhiếc, sân mình tự tiêu tan. Đối mình hoặc với người, cả hai đều được lợi. Ý người nghĩ ngu si là do không biết pháp. Nếu người có sức mạnh, nhẫn được người yếu đuối, nhẫn này là tối thắng. Không có nhẫn nào hơn, kẻ kia không trí huệ, chỉ có sức ngu si. Vì ngu si bỏ pháp nên tự mất chánh hạnh. Ngu si tự khoe thắng, sân hận phát lời ác,
nhẫn được xúc nào ấy, đó là thường được thắng. Sợ người thắng mà nhẫn, nhẫn ấy sợ sanh oán. Đối kẻ yếu nhẫn được, nhẫn này người trí khen. Vua trời Đế Thích thuyết kệ này rồi, chư thiên trời 33 và các quyến thuộc vui mừng khen ngợi, phấn khởi vô cùng. Chúng Atula đều làm thinh. Khi ấy trong hàng chư thiên có kẻ trí tuệ, trong hàng Atula có kẻ trí tuệ, đều nhóm lại một chỗ bàn luận so sánh các bài kệ này, suy nghĩ tường tận, xem xét suy tầm, rồi cùng khen ngợi như thế này. Chư nhân giả, nay trời Đế Thích khéo nói ý nghĩa về sự cai trị giáo hóa, tất cả đều không có dao gậy, roi giọt, cũng không tranh cãi, hủy nhục, oán thù, cũng không kiện cáo và mong cầu báo trả. Lại đối với sanh tử có sự nhàm chán, cầu xa lìa dục vì sự tịch diệt và thành tựu chánh giác đắc niết bàn. Chư nhân giả, những bài kệ của vua Atula Tỳ Ma Chất Đa La đã nói không có lời tốt đẹp như thế. Tất cả những lời ý chỉ có dao gậy, roi giọt, gai gốc, độc địa, hủy nhục, tranh cãi, kiện tụng, oán thù, mong cầu đáp trả. Lại trưởng dưỡng sanh tử, không có nhàm chán, tham đắm các dục, chẳng nghĩ về hạnh tĩnh lặng tịch diệt, chẳng mong thần thông và quả sa môn, chẳng cầu chánh giác và đại niết bàn. Chư nhân giả, những bài kệ của vua trời Đế Thích đã nói, gọi là lời nói thiện. Những bài kệ của vua Atula Tỳ Ma Chất Đa La đã nói, chẳng phải là lời nói thiện. Chư nhân giả, những bài kệ của vua trời Đế Thích đã nói, là lời nói thiện, đúng là lời nói thiện. Những bài kệ của vua Atula Tỳ Ma Chất Đa La đã nói, chẳng phải là lời nói thiện, chẳng phải là lời nói thiện. Chư tỳ kheo, các vị nên biết, trời Đế Thích thời ấy chính là ta. Chư tỳ kheo, lúc đó ta là vua trời Đao Lợi, cai trị giáo hóa tự tại, thọ hưởng phước lạc, còn nói lời thiện để làm dụng cụ chiến đấu. Vì do lời thiện nên chiến đấu thường thắng. Tỳ kheo các thầy, đã được ở trong giáo pháp nói lời thiện của ta, lắng tâm lìa tục, bỏ nhà xuất gia, tu hành tinh tấn. Các vị nếu muốn tìm cầu lời thiện, lời ác trong giáo pháp để nắm lấy nghĩa lý, thì nên biết như thế. Chư tỳ kheo, ta nhớ thuở xưa, chư thiên vương, dân dân và Atula khi đánh nhau, vua trời Đế Thích đánh dẹp Tu La. Sau khi đã chiến thắng, tạo dựng cung điện đẹp đẽ, đông tây rộng 500 do tuần, nam bắc 250 do tuần. Chư tỳ kheo, bên ngoài cung điện đẹp đẽ ấy, có 100 nơi phòng ngự, ở mỗi nơi phòng ngự đều có 7 lầu gác, đều dùng 7 báo tạo thành. Trong mỗi lầu gác, thiết trí 7 phòng. Trong mỗi phòng đặt 7 cái giường, trên mỗi cái giường có 7 ngọc nữ, mỗi ngọc nữ lại có riêng 7 người hầu gái. Vua trời Đế Thích cùng các ngọc nữ và người hầu nữ chẳng có việc gì làm, chỉ hưởng mọi vui thù thắng. Đồ ăn uống cần dùng như hương hoa, áo quần, tất cả mọi vật dụng để vui chơi đều tùy theo nghiệp đời trước mà hưởng được phước báo. Chư tỳ kheo, trong cõi thế giới 3 lần ngàn, với các cung điện hiện có, không có cung điện nào bằng cung điện đẹp đẽ này của trời Đế Thích. Lúc ấy, vua Atula Tỳ Ma Chất Đa La suy nghĩ, ta có sức mạnh và uy đức như thế, cung điện mặt trời, mặt trăng và trời 33 tuy ở trên ta vận hành cùng khắp, nhưng sức của ta có thể nắm lấy, làm vòng đeo tay, đi khắp các nơi, chẳng bị trở ngại. Đã có một lúc, vua Atula La Hầu La trong lòng giận dữ, phiền não độc hại, hãy hừng ý chẳng vui vẻ, liền nghĩ đến vua Atula Tỳ Ma Chất Đa La. Khi đó, vua Atula Tỳ Ma Chất Đa La nghĩ thế này, vua Atula La Hầu La nghĩ đến ta, và liền tự nghĩ đến các tiểu vương Atula cùng các tiểu vương Atula quyến thuộc dưới quyền thống lãnh của mình. Lúc này, các tiểu vương và các Atula kia biết vua Atula Tỳ Ma Chất Đa La nghĩ đến mình, ai nấy đều chuẩn bị các loại binh khí kéo đến chỗ vua. Đến nơi rồi đứng im lặng ở phía trước. Bấy giờ vua Atula Tỳ Ma Chất Đa La tự mặc áo giáp, cầm gậy, vội vàng lên xe, cùng với các tiểu vương và quân sĩ dây quanh sau trước kéo đến chỗ vua Atula La Hầu La. Bấy giờ vua Atula La Hầu La lại nghĩ đến hai vị vua Atula Dũng Dược và Huyễn Hóa. Bấy giờ hai vua này biết được ý nghĩ ấy rồi, lại cũng nghĩ giống như vua Atula Tỳ Ma Chất Đa La,
nghĩ đến tiểu dương của mình và các thuộc hạ. Ai nấy đều biết rồi, cũng chuẩn bị vũ khí, hướng đến chỗ hai vua. Đến nơi tất cả đều cùng tìm tới chỗ vua Atula La Hầu La. Bấy giờ vua Atula La Hầu La tự trang bị đủ các loại vũ khí tùy thân. Cùng ba vua Atula, Tỳ Ma Chất Đa La, Dũng Dược, Huyễn Hóa và tiểu dương quyến thuộc của ba vua ấy dây quanh sau trước, từ thành Atula lũ lượt ra đi, muốn cùng với chư thiên Đao Lợi đánh nhau một trận quyết liệt. Bấy giờ hai vua rồng lớn là Nanda, Upananda từ cung đi ra, mỗi vị dùng thân quấn quanh núi Tu Di bảy vòng, tức thì làm núi rung động, động rồi lại động, động lớn, động khắp, rung rồi lại rung, rung lớn, rung khắp, phun rồi lại phun, phun lớn, phun khắp, dùng đuôi đập biển, làm cho một khối nước giọt lên hư không ở trên đỉnh Tu Di. Chư tỳ kheo, liền ngay khi ấy, thiên tử Đế Thích bảo các thiên chúng: chư vị nhân giả, có thấy đại địa này rung động như vậy không? Hư không đen nghịt giống như mây có mưa, là như sương mù dày đặc. Ta biết chắc rằng nay Atula muốn cùng với chư thiên đánh nhau. Lúc này ở trong biển, các rồng tại chỗ đều từ cung mình cầm các loại gậy gộc, trang bị tề chỉnh, ra ngay trước Atula cùng chúng chiến đấu. Nếu thắng thì đuổi chúng lui thẳng về cung, nếu không thắng, sợ hãi chạy lui, rồi cùng đến gặp và xoa địa cư. Đến nơi nói rằng, các ngươi nên biết, các Atula muốn đánh chư thiên, nay các ngươi nên cùng chúng ta đến chỗ ấy giúp nhau đánh phá. Dạ Xoa nghe xong, liền chuẩn bị vũ khí cùng các rồng kéo đi, cùng đánh nhau với Atula. Nếu thắng thì đuổi chúng đi, không thắng sợ hãi chạy lui, rồi cùng đi đến gặp Dạ Xoa bác thủ. Đến nơi thưa rằng, các ngươi biết chăng, các Atula muốn đánh chư thiên. Bác thủ nghe xong, cũng chuẩn bị vũ khí cùng kéo đi, vân vân, cho đến thua chạy, rồi lại cùng đến báo với Dạ Xoa trì phát, nói đủ việc bỏ như trước, vân vân, đến báo với Dạ Xoa thường túy, cũng chuẩn bị gậy gộc và cùng với trì phát, vân vân, hiệp lực chiến đấu. Nếu đắc thắng thì đuổi bọn chúng về cung, nhưng thất bại nên sợ hãi rút lui, rồi đến yết kiến tứ đại thiên dương. Đến nơi tâu với tứ thiên dương: tứ thiên dương nên biết, nay các Atula muốn đánh với chư thiên, các ngài nên cùng với chúng tôi giúp nhau đánh cho chúng tan tác. Khi ấy, tứ thiên dương nghe thường túy nói, liền cầm các loại vũ khí lên xe mà đi, vân vân, cho đến chạy lui, chẳng thể hàng phục. Lúc này tứ thiên dương bèn cùng lên thiện pháp đường, nơi chư thiên nhóm họp, bàn luận, tâu với Đế Thích. Thiên dương nên biết, các Atula nay tụ tập muốn đánh chư thiên, xin nên đến đó đánh nhau với chúng. Khi ấy, trời Đế Thích nghe tứ thiên dương nói như vậy, thì chấp thuận, liền triệu một vị trời Mana Bà bảo rằng: này thiên tử, ngươi đến đây, nay ngươi có thể đến trời Tu Dạ Ma, rồi sang trời Đâu Xuất Đà, trời Quá Lạc, trời Tha Quá Tự Tại. Đến nơi, vì ta mà tâu với các thiên dương thế này. Chư thiên các ngài, chắc các ngài đã biết, nay Atula muốn đánh với chư thiên. Thiên dương các ngài cần phải tương trợ, cùng đến chỗ ấy chiến đấu với chúng. Bấy giờ, Mana Bà nghe lời của Đế Thích xong, liền đi đến trời Tu Dạ Ma, tâu đầy đủ sự việc này. Bấy giờ thiên dương Tu Dạ Ma nghe lời tâu của thiên sứ trời Đế Thích là Mana Bà, liền nghĩ đến tất cả thiên chúng trong cõi trời Tu Dạ Ma. Khi ấy, thiên chúng biết ý nghĩ của thiên dương rồi, đều mặc áo giáp, mang vũ khí, cởi các loại xe cõi trời, cùng nhau kéo đến chỗ thiên dương. Đến rồi đứng yên ở trước. Cùng lúc, thiên dương Tu Dạ Ma cũng tự thân mặc loại áo giáp báo đẹp trong các cõi trời, cầm các gậy báo, cùng với đông đủ vô lượng trăm ngàn vạn các thiên tử dây quanh, đi xuống, đến trên đỉnh núi Tu Di. Tại phía đông núi, cắm cờ khó hàng phục toàn màu xanh, tựa vào đỉnh núi. Lúc ấy, thiên sứ Mana Bà liền trở lên trời Đâu Xuất Đà, đến nơi tâu với thiên dương Đâu Xuất. Thiên dương nên biết, thiên dương Đế Thích có lời báo trình: các Atula muốn đánh với chư thiên, xin chư thiên cùng đến tương trợ, góp sức chiến đấu, khiến chúng thối lui. Trời Đâu Xuất Đà nghe lời ấy rồi, liền tụ tập đến chỗ của thiên dương. Đến nơi, ai nấy đều dốc sức cầm vũ khí, nhảy lên xe cùng với vô lượng trăm ngàn vạn thiên chúng, kéo nhau đi xuống.
cùng lúc dân tập ở đỉnh núi Tu Di. Tại phía nam, cắm cờ khó hàng phục, toàn màu vàng, tựa vào đỉnh núi. Thiên sứ Mana Bà lại đi đến trời Quá Lạc, tâu với vị trời ý. Thiên dương nên biết, trời đế Thích Sai tôi đến báo trình với ngài rằng, các A-tu-la muốn đánh chư thiên, vân vân, tâu đầy đủ như trước, vân vân, cho đến trời ý, cùng với vô lượng trăm ngàn vạn chúng thiên tử, đều trang bị vũ khí, nhảy lên các thứ xe, cùng nhau kéo xuống, đến đỉnh núi Tu Di, tại phía tây núi, cắm cờ khó hàng phục, toàn một màu đỏ, tựa vào đỉnh núi. Cũng như thế, lên báo với thiên dương tha quá tự tại, vân vân, như trước đã nói, vân vân, khi ấy thiên chúng của vị trời kia trang bị vũ khí hơn trời Quá Lạc, cùng với vô lượng thiên tử, vô lượng ngàn thiên tử, vô lượng trăm ngàn thiên tử, dây quanh kéo xuống. Đến núi Tu Di, tại phía bắc, cắm cờ khó hàng phục, toàn màu trắng, tựa vào đỉnh núi. Bấy giờ trời đế Thích thấy chư thiên các cõi trên đều dân tập, liền nghĩ đến Dạ Xoa ở hư không. Khi ấy, các chúng Dạ Xoa ở hư không liền nghĩ, thiên dương đế Thích đã nghĩ đến chúng ta, biết như vậy rồi, liền bảo nhau cùng mặc giáp, cầm gậy, trang bị dụng cụ tùy thân xong xuôi, nhảy lên các loại xe, đi đến trước đế Thích, đứng sang một bên. Khi ấy, trời đế Thích lại nghĩ đến các tiểu thiên dương cùng quyến thuộc của chư thiên trời 33. Khi biết ý nghĩ ấy, họ đều mặc giáp, trang bị vũ khí, nhảy lên các loài xe, đến trước thiên dương. Lúc này, đế Thích mặc các loài áo giáp và trang bị vũ khí, nhảy lên các loài xe, cùng với Dạ Xoa hư không và các tiểu dương trời 33, dây quanh trước sau, từ thiên cung đi ra, muốn cùng với A-tu-la đánh một trận quyết liệt. Chư tỳ kheo, khi các thiên chúng ấy cùng đánh với A-tu-la, sử dụng nhiều loại vũ khí như đao, tên, giáo, côn, dù, chày, tên nhọn kim cang, tên bắn đối mặt, tên như cái đục, tên nhọn bọc sắt, tên như răng trâu, tên nhọn như lá ca lăng già, tên nhọn li ti, tên nổ. Những loại vũ khí ấy nhiều màu sắc đẹp đẽ, đều là vàng, bạc, lưu ly, pha lê, xích châu, sa cừ, mã não, vân vân, bảy báo tạo thành. Dùng những loại dao gậy này từ xa phóng đến thân A-tu-la mà chẳng bị hại, trên thân của chúng cũng lại chẳng thấy thương tích, chỉ do nhân duyên xúc chạm nên chịu khổ đau. Chư tỳ kheo, các A-tu-la khi đánh với chư thiên có các loại vũ khí, sắc loại giống nhau, cũng do bảy báo tạo thành, đâm vào thân chư thiên cũng đều xuyên qua mà không có thương tích, chỉ do nhân duyên xúc chạm nên chịu khổ đau. Chư tỳ kheo, khi chư thiên ở cõi dục cùng với chúng A-tu-la đánh nhau còn có các loại vũ khí như vậy, huống hồ là vũ khí của Nam mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật.